Hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua tiết thứ 3 của chủ đề 1, chủ đề chuyển động. Trước khi vào tiết bài học mới thì cô sẽ kiểm tra bài cũ. Rồi, câu đầu tiên, độ lớn của vận tốc cho biết điều gì? Độ lớn vận tốc được xác định như thế nào? Rồi, cô mời bạn nào xung phong nào? Rồi, cô mời Hoàng Oanh. Dạ thưa cô, độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định. Được xác định như thế nào Hoàng Oanh? Hoàng Oanh đâu mất tiêu rồi. À dạ đây cô. Được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian ạ. À, đây là một đáp án rất là chính xác ha. Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động và nó được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Rồi, cô cảm ơn Hoàng Oanh. Câu thứ hai, cho biết công thức tính vận tốc và nêu rõ từng đại lượng trong công thức đó. Cô mời Gia Huy. Dạ cô, là công thức tính vận tốc V bằng S chia T, trong Rồi. đó S là độ dài quãng đường đi được, còn T là thời gian để đi hết quãng đường đó. À, chính xác. Công thức tính vận tốc như bạn nói là V bằng S chia T. Thì trong đó S là quãng đường đi được và T là thời gian đi hết quãng đường đó. V chính là vận tốc mà mình đang đề cập tới. Rồi, cô cảm ơn bạn Gia Huy nha. Chúng ta thường nghe nói vận tốc của ô tô khoảng 55 km/h, vận tốc người đi bộ khoảng 5 km/h, còn vận tốc của xe đạp là khoảng 12 km/h. Các số liệu nêu trên cho ta biết điều gì? Bạn nào biết nào? Chỉ có hai bạn biết thôi hả? Câu này là tiết trước mình có học rồi. Cô mời anh Tuấn. Dạ thưa cô, là các số liệu trên cho ta biết được ô tô đi được 55 km trong 1 giờ, ô tô đi được 55 km trong 1 giờ, người đi bộ đi được 5 km trong 1 giờ, xe đạp đi được 12 km. À, chính xác, đúng rồi. Bạn anh Tuấn đã trả lời rất là đúng ha. Trong 1 giờ ô tô đi được một quãng đường là 55 km. Trong 1 giờ người đi bộ đi được quãng đường là 5 km và cũng trong 1 giờ xe đạp đi được quãng đường là 12 km. Vậy theo các em, có phải trong thời gian 1 giờ như nhau thì quãng đường ô tô đi được đều là 55 km hay không? Cô ví dụ, trong giờ đầu tiên ô tô đi được quãng đường là 55 km. Trong giờ thứ hai, ô tô đi được quãng đường là 50 km. Và trong giờ thứ ba, ô tô tăng tốc đi được quãng đường là 60 km. Vậy thì chuyển động của ô tô lúc này là chuyển động như thế nào? Khánh Vy. Vậy thì cô là chuyển động không đều. À đúng rồi, chuyển động lúc này là chuyển động không đều rồi vì quãng đường đi được đã thay đổi, đúng không? Vậy thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều? Các em sẽ đi vào phần 1 định nghĩa. Rồi các em ghi phần 1 vào vở giúp cô nha. Dựa vào sách giáo khoa và màn hình cô trình chiếu thì cho cô biết thế nào là chuyển động đều và thế nào là chuyển động không đều. À, cô mời Như Quỳnh. Thưa cô, chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Rồi, chính xác, cô cảm ơn Như Quỳnh. Các em lưu ý nè, chuyển động đều và chuyển động không đều, chúng ta đều đề cập đến một đại lượng đó là vận tốc. Khi mà chúng ta nói vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian, có nghĩa là lúc nào vận tốc cũng như vậy, thì đó chính là chuyển động đều. Còn nếu mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian, thay đổi theo thời gian có nghĩa là giờ đầu thì vận tốc như thế này, trong giờ tiếp theo thì vận tốc đã thay đổi rồi, không còn giống như giờ đầu nữa, thì lúc này chuyển động đó là chuyển động không đều. Rồi các em lưu ý ha. Bây giờ cô sẽ nêu một số ví dụ trong thực tế về chuyển động đều và chuyển động không đều cho các em nghiên cứu nè. Chuyển động đều như là chuyển động của đầu kim đồng hồ khi đồng hồ chạy tốt, có nghĩa lúc nào nó cũng quay như vậy.
Chuyển động tiếp theo là chuyển động của xe máy với vận tốc không đổi là V bằng 40 km/h. Có nghĩa là trong một cái quãng thời gian giống nhau là 1 giờ thì lúc nào cái xe máy này cũng chuyển động được một quãng đường là 40 km không thay đổi, thì đây là chính là chuyển động đều. Còn chuyển động không đều thì như là chuyển động của một quyển sách mà được một người nào đó thả rơi từ tầng 2 của một tòa nhà xuống. Lúc này chuyển động của quyển sách sẽ tăng dần lên. Đó. Tiếp theo là chuyển động của một con chim đang bay trên trời. Lúc mà nó mới bay thì nó khỏe lắm ha, nó bay nhanh lắm. Nhưng mà một hồi nó mệt đi, cánh nó mỏi rồi nó sẽ bay chậm hơn. Sau những cái ví dụ mà cô đưa ra thì em nào có thể lấy thêm cho cô ví dụ về chuyển động đều không? Mình cứ nhìn nó tương tự mình lấy thêm cho cô nào. Rồi cô mời bạn nào xuống phòng nào. Bây giờ cô gọi nha. Cô mời Đình Phúc. Cô gọi ai là cô sẽ đánh dấu vào và cô sẽ cộng điểm cho bạn đó đó nha. Đình Phúc ơi, bật mic lên. Đình Phúc lần thứ hai. Đình Phúc lần thứ ba. Rồi, Đình Phúc vắng nha. Cô đánh Đình Phúc vắng nha. Đình Phúc có mặt chưa? Rồi, cô mời Như Quỳnh. Như Quỳnh lần thứ hai. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô là... Cô ơi, đọc lại câu hỏi em chưa nghe rõ cô. Em lấy cho cô một ví dụ về chuyển động đều hay là chuyển động không đều cũng được. Thưa cô là chuyển động đều là chuyển động của... Thưa cô, chuyển động đều là đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định. Ờ, à, đúng rồi, chính xác. Rồi, một bạn lấy cho cô một ví dụ về chuyển động không đều nè. À, cô mời Hoàng Sơn. Hoàng Sơn. Dạ. À, lấy cho dạ. Cô một ví dụ về chuyển động không đều nè. Em chưa nghĩ ra cô. À, em chưa nghĩ ra rồi. Cô mời Phương Thảo. Phương Thảo ơi. Phương Thảo lần thứ hai. Phương Thảo lần thứ ba. Cô ơi, Thảo nào cô? À, cô xin lỗi ha. Ngô Phương Thảo. Biết cô. Cho cô một ví dụ nào. Em chưa có ví dụ. Rồi, vậy bạn nào viết xung phong cho cô nào. Cô mời Khánh Vy. Dạ thưa cô, chuyển động không đều là chuyển động của xe đạp khi xuống dốc. À, xe tải khi xuống dốc, đúng rồi. Khi xuống dốc thì vận tốc của xe tải sẽ tăng lên, đúng chưa? Rồi, chính xác. Các em về nhà sẽ tìm thêm cho cô một số ví dụ về chuyển động đều và chuyển động không đều nữa nha. Câu C1. Bây giờ cô sẽ thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF. Các em thấy máng nghiêng AD và máng ngang DF chưa? Rồi. Sau khi mà bánh xe này lăn được những quãng đường mình vừa kể trên thì người ta đã ghi lại các số liệu theo cái bảng sau. Với những cái khoảng thời gian là 3 giây liên tiếp như nhau thì các quãng đường người ta đã ghi được. Đó, cụ thể như thế này. AB là 0,05m, tương tự BC, CD, DF và EF là bao nhiêu người ta ghi hết rồi. Bây giờ các em sẽ giúp cô xác định là chuyển động của trục bánh xe trên quãng đường AD. Quãng đường AD là quãng đường nghiêng rồi nè. Là chuyển động đều hay là chuyển động không đều? Mình lưu ý ha, các khoảng thời gian là 3 giây liên tiếp như nhau, nhưng quãng đường là như thế này, theo cái bảng đó, thì bánh xe chuyển động trên quãng đường AD là chuyển động đều hay là không đều? Cô mời Thái Trần Phương Thảo. Thái Trần Phương Thảo bật mic lên nào. Đây là chuyển động không đều. À, vì sao em biết đó là chuyển động không đều? Dạ, tại vì số thời gian với lại số mét đồ nó khác nhau. À, không phải là số thời gian, số mét khác nhau.
và cùng một khoảng thời gian là 3 giây như nhau, nhưng mà bánh xe lăn được những quãng đường khác nhau, đúng không? Khi mà nó lăn được những quãng đường khác nhau thì đó chính là chuyển động không đều. Rồi. Tiếp theo, trên quãng đường nằm ngang DF, vậy thì chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều hay là không đều? Cô mời Cao Thắng. Cao Thắng bật mic lên. Dạ. Rồi Cao Thắng trả lời đi. Cao Thắng có nghe rõ câu hỏi không? Rồi không nghe rõ hả? Rồi cô mời anh Thi. Cao Thắng tắt mic nè. Anh Thi ơi. Anh Thi có mặt không? Rồi cô đánh vắng nha. Cô mời Hoài Thu. Hoài Thu. Dạ. Lần thứ hai. Dạ. Rồi Hoài Thu trả lời cho cô nè. Tại như cô là không đều. Không đều. Rồi cảm ơn Hoài Thu. Cô mời Thanh Thúy. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô là chuyển động đều. À, chuyển động đều. Vì sao chuyển động đều em? Thanh Thúy. Dạ em cũng không biết. Em cũng không biết. Rồi một bạn thì đều, bạn không đều mà không biết. Rồi bây giờ cô giải thích luôn cho các em nè. Cô đã nói rồi, cùng cái khoảng thời gian là 3 giây như nhau. Vậy thời gian mình không xét nữa mà mình sẽ xét đến quãng đường, đúng không? Đối với quãng đường AD thì nó được chia thành 3 đoạn nhỏ. Các em nhìn nè, các khoảng thời gian ở 3 đoạn là khác nhau thì chắc chắn đó là chuyển động không đều rồi. Nhưng mà đối với quãng đường EF chỉ chia làm hai đoạn nhỏ thôi, nhưng mà đoạn nào cái quãng thời gian, cái quãng đường của nó cũng là như nhau, là 0,33 mét hết, cùng thời gian và là cùng quãng đường nữa, vậy có phải là chuyển động của nó là chuyển động đều không? Đúng chưa? Đúng thì gật đầu cho cô coi rồi đúng không? Ừ, rồi vậy hiểu rồi ha, đừng nói với cô là không đứa nào biết nữa nha. Rồi câu C2. Bây giờ cô sẽ cho 4 cái chuyển động. Nhiệm vụ của các em là xác định xem chuyển động đó là đều hay là không đều. Rồi mình nghe thì chắc chắn mình biết xác định rồi ra. Bây giờ cô gọi nha. Đọc. Chuyển động đầu tiên là chuyển động A và xác định cho cô. Cô mời Thanh Thúy. À Thanh Thúy rồi ha. Cô mời Quỳnh Trâm. Quỳnh Trâm. Dạ. Yeah. Rồi đọc chuyển động A cho cô nè. Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định là chuyển động gì? Chuyển động không đều. À không đều. Hồi nãy cô nhớ có một bạn đã lấy cái ví dụ này rồi nè. Bạn đó có thể bật mic lên và nói cho cô câu trả lời của bạn Quỳnh Trâm đúng hay sai nào? Dạ thưa cô là sai. À, sai, chuyển động đó là chuyển động gì em? Cô là chuyển động đều. À đúng rồi, cô cảm ơn em nha. Chuyển động này chính là chuyển động đều. Quỳnh Trâm nha. Đầu cánh quạt máy quay khi quạt chạy ổn định có nghĩa là tốc độ nó như nhau, đúng không? Đó là chuyển động đều. Rồi, cô mời bạn làm cho cô ví dụ B. Cô mời Hoàng Trinh. Chuyển động của ô tô khi khởi hành là chuyển động không đều. À đúng rồi, chuyển động đều. Không đều. Đúng rồi, khi khởi hành thì vận tốc của ô tô sẽ tăng dần. Tiếp theo, cô mời anh Tuấn. Châu Anh Tuấn. Châu Anh Tuấn lần thứ hai. Dạ, Châu Anh Tuấn lần thứ ba. Em đây cô ơi. Ờ rồi, đọc ví dụ C cho cô nè. Để chuyển đạp của xe đạp khi xuống dốc là chuyển động gì? Đều hay là không đều? Trả lời nhanh nào. Chắc là chuyển động đều. À chắc là chuyển động đều rồi. Cảm ơn anh Tuấn ha. Rồi bạn anh Tuấn kia đi. Nguyễn Đình Anh Tuấn. Nhận xét giúp cô nào. Dạ hơ cô là bạn trả lời sai. À sai. Vậy chuyển động này là chuyển động gì em? Chuyển động không đều. À không đều. Đúng rồi. Rồi bạn Nguyễn Đình Anh Tuấn lưu ý nè. Khi xe đạp xuống dốc thì chắc chắn là vận tốc của nó sẽ tăng dần lên, đúng chưa? Em đi xe đạp là em phải biết nè. Thì
khi vận tốc tăng dần lên thì chuyển động này là chuyển động không đều ha. Rồi, câu D. Cô mời Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, bật mic lên. Em đây cô, em đây cô. Rồi, làm câu D giúp cô nào. Chuyển động tàu hỏa khi vào ga là chuyển động không đều cô. À, đúng rồi, chuyển động không đều. Tàu hỏa khi vào ga thì vận tốc sẽ giảm dần, được chưa? Rồi mình sẽ qua phần 2 la mã là vận tốc trung bình của chuyển động không đều. Các em ghi phần 2 la mã giúp cô nha. Cô ơi cô. Ơi. Điện thoại của em bị lag nên không thấy cô chia sẻ màn hình được. À, cô cho em out ra nha cô. Ờ em tên gì? Thảo Vy cô. À, rồi Thảo Vy. Rồi để cô đánh dấu. Rồi em out ra đi em vô lại nha. Rồi. Các bạn khác có thấy màn hình của cô chia sẻ không? Dạ có. Rồi, rồi, được dạ rồi, có. Cảm ơn. Rồi, rồi. Bây giờ mình quay lại cái bảng số liệu hồi nãy ha. Các em lưu ý nè. Trên quãng đường AB, BC hay là CD. Đó. Trung bình mỗi giây trục bánh xe lăn được bao nhiêu mét? Thì ta nói vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường đó là bấy nhiêu mét trên giây. Đọc thì có vẻ dài dòng á, nhưng mà mình nói ngắn gọn là như thế này. Trung bình mỗi giây có nghĩa là ở đây cô xét quãng đường AB đi. Thời gian mà đi quãng đường AB là 3 giây. Được chưa? Trung bình mỗi giây trục bánh xe lăn được bao nhiêu mét? Có nghĩa là mình sẽ lấy cái quãng đường mà trục bánh xe lăn được trên quãng đường AB nè, mình chia cho 3 giây thì mình sẽ ra số giây, có nghĩa là mỗi giây cái trục bánh xe này lăn được bao nhiêu mét trên quãng đường AB, đúng không? Và cái số mình vừa chia ra được chính là vận tốc trung bình của cái trục bánh xe trên quãng đường AB này. Thường á mình nói vận tốc của cái chuyển động trên một trên quãng đường thôi chứ mình chưa bao giờ nghe vận tốc trung bình. Nhưng mà khi mình lấy quãng đường mình chia cho thời gian trong một quãng đường thì đó cũng chính là vận tốc trung bình của chuyển động đó trên quãng đường đó. Các em lưu ý ha. Đối với quãng đường BC cũng vậy, khi cô lấy chiều dài quãng đường, cô chia cho 3 giây thì cô sẽ ra vận tốc trung bình của trục bánh xe trên quãng đường BC này. Rồi các em lưu ý điều này ha, để mình qua cái phần câu C3. Hãy tính độ lớn vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Từ A đến D nè là có 3 đoạn nhỏ nè. Thì trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay là chậm đi? Rồi các em nhìn nè, người ta bắt mình tính độ lớn vận tốc trung bình thì hình giống như hồi nãy cô nói đó. Vận tốc độ lớn trung bình thì mình sẽ lấy quãng đường mình chia cho thời gian thôi. Được chưa? Đó, mình chỉ lấy vận tốc chia cho thời gian thôi thì mình sẽ ra được cái vận tốc trung bình. Bây giờ đối với quãng đường AB đi, cô sẽ lấy 0,05 cô chia cho 3. Theo cái công thức là V bằng S chia T đó, cô sẽ ra cái số liệu là 0,017 mét trên giây. Đây chính là vận tốc trung bình của trục bánh xe trên quãng đường AB. Được chưa? Vậy thì trên quãng đường BC cô tính làm sao? Bạn nào cho cô biết? Cô mời Quốc Tuấn. Trên quãng đường BC thì tính làm sao Quốc Tuấn? Dạ thưa cô, là ta lấy 0,15 chia cho 3. À đúng rồi. 0,15 chia cho 3 sẽ ra 0,05 mét trên giây. Còn đối với quãng đường CD, vận tốc trung bình tính làm sao? Cô mời Ánh Tuyết. Ánh Tuyết. Cô là lấy 0,25 chia cho 3. À đúng rồi, 0,25 chia cho 3 bấm máy tính là được 0,083 mét trên giây ha. Vậy thì đối với vận tốc mà mình vừa tìm được trên mỗi quãng đường nè, kết luận cho cô coi trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay là chậm đi. Cô mời hồi nãy bạn ao ra là Thảo Vy hả? Cô mời Tường Vy. Thảo My cô. À Thảo My, cô mời Tường Vy. Tường Vy. Dạ. Rồi. Nói cho cô coi, khi mình tính được kết quả của ba đoạn đường này rồi à, kết quả vận tốc á thì cho cô biết vận tốc bánh xe, trục bánh xe đó. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay là chậm đi?
Dạ em không. Tường Vi. Tường Vi. Dạ em không biết đó cô. Cô không nghe gì hết. Em cô có nghe em nói không cô? À, rồi nghe rồi, rồi nói cô nghe đi. Rồi dạ, nói đi em. Dạ nó nhanh lên đó cô. À nhanh lên, đúng rồi. Em nhìn nè, mới đầu là 0.017, sau đó tăng lên là 0.05, rồi tăng lên là 0.083. Vậy vận tốc tăng dần, đúng không? Thì trục bánh xe chuyển động sẽ nhanh dần ha. Nhanh dần hay còn gọi là nhanh lên đó. Sau một thời gian mà mình phân tích vận tốc trung bình rồi á, thì vận tốc trung bình sẽ được tính theo cái công thức là VTB sẽ bằng S chia T. Lưu ý nha, phía trước cô đã nói là S nhỏ, T nhỏ và V nhỏ ha. Thì VTB chính là vận tốc trung bình. Lần sau gặp cái ký hiệu này là biết là vận tốc trung bình nè. S là quãng đường đi được và T chính là thời gian đi hết quãng đường đó. Đây là vận tốc trung bình của một chuyển động không đều. Nhớ là không đều nha. Trên một quãng đường. Trên một quãng đường. Được chưa? Rồi. Vậy thì khi mà mình biết vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng đường là VTB bằng S chia T, thì cô sẽ suy ra được vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên hai quãng đường như sau. VTB bằng S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. S1 là quãng đường, chiều dài quãng đường thứ nhất. S2 là chiều dài quãng đường thứ hai. T1 là thời gian đi hết quãng đường thứ nhất và T2 chính là thời gian đi hết quãng đường thứ hai. Vậy thì đối với hai quãng đường, vận tốc trung bình của một chuyển động không đều được tính sẽ bằng tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Các em thấy chưa? Bạn nào có thể rút ra cho cô công thức tính vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên 3 quãng đường không? 3 quãng đường nha. Rồi cô mời bạn nào xung phong nữa đi. Có 3 bạn này xung phong hoài vậy. Thanh Thúy. Dạ thưa cô, là ta lấy quãng đường đường thứ nhất cộng với quãng đường thứ hai cộng với quãng đường thứ ba và chia thời gian thứ nhất và chia thời gian thứ hai cộng thời gian thứ nhất cộng thời gian thứ hai và cộng thời gian thứ ba. Rồi em nói từ từ thôi ha. Đây nè, bạn nói đúng rồi ha. Mình sẽ lấy 3 quãng đường cộng lại với nhau, chia cho 3 cái thời gian cộng lại với nhau. Có nghĩa là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Nhớ nha, nếu mà em nói lấy 3 quãng đường cộng lại với nhau, chia cho thời gian thứ nhất cộng với thời gian thứ hai cộng với thời gian thứ ba, là có thể nói như vậy là bạn nhiều bạn sẽ hiểu lầm đó. Mình phải nói là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Đối với 3 quãng đường thì là 3 quãng đường cộng lại chia cho 3 cái thời gian cộng lại ha. Còn đối với 4 quãng đường thì cũng tương tự như vậy. Lấy 4 quãng đường cộng lại chia cho 4 cái thời gian cộng lại. Được chưa? Tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Rồi. Tí phần cái kiến thức để chép bài cô sẽ chụp và gửi vào trong phần tạp á. Tí cô sẽ hướng dẫn các em ghi sau. Các em không cần phải ghi đâu. Mình nhìn đi sang phần 3 la mã vận dụng. Những cái phần vận dụng á trong bài này là cô sẽ hướng dẫn cho các em về nhà tự làm và trình bày vô vở. Các em chỉ cần nghe thôi ha, cái đoạn nào mà mình cảm thấy là mình cần phải ghi gợi ý thì mình sẽ ghi vào trong sách giáo khoa để tối về mình làm vô vở giúp cô nha. Rồi câu C4. Chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều hay là không đều? Tại sao? Gia Huy. Gia Huy. Dạ thưa cô, là chuyển động không đều. Tại sao vậy? Tại vì rồi được rồi, cô cảm ơn Gia Huy nè. Bạn Gia Huy đã trả lời đúng rồi ha, là chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều. Vì sao? Vì không phải lúc nào ô tô cũng chạy những quãng đường như nhau. Các em đi trên đường, các em lưu ý nè, có nhiều cái bảng mà người ta quy định tốc độ trong cái quãng đường đó, trong cái đoạn đường đó. Ví dụ như đoạn đường đó người ta chỉ cho ô tô đi với vận tốc là 40 km/h thôi. Hoặc là đối với quãng đường thì người ta cho đi với vận tốc là 60 km/h chẳng hạn. Thì chuyển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là một quãng đường rất là dài.
nên chắc chắn chuyển động của ô tô là chuyển động không đều, được chưa? Khi nói vận tốc chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng của ô tô là 50 km/h là nói đến vận tốc nào các em biết không? Vận tốc trung bình, nhớ nha, vận tốc trung bình có nghĩa là người ta đã tính theo cái công thức là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian trong các đoạn là người ta đo được á, là vận tốc trung bình tính ra là 50 km/h ha. Rồi câu C5, một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30 giây, đi hết dốc thì cái xe lăn tiếp quãng đường nằm ngang là 60m. Rồi nhìn vào sơ đồ của cô đó, đó 60m này cái xe đi được 24 giây rồi dừng lại. Bây giờ người ta bắt mình tính vận tốc trung bình trên quãng đường dốc và vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang, sau đó tính luôn cái vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường, là có nghĩa là từ A đến C á. Rồi bây giờ các em lưu ý nè, ở đây có hai quãng đường thì mình sẽ tóm tắt làm sao để mình không có bị lộn. Những cái gì mà gắn với quãng đường đầu tiên là AB thì cô sẽ gắn cho nó là số 1, ví dụ S1, T1, thấy chưa? Còn đối với quãng đường thứ hai là quãng đường nằm ngang BC thì những cái gì mà gắn với BC cô sẽ đặt cho nó là số 2, ví dụ như là S2, T2 ha. Vậy thì vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là AB thì là B1. V1 chính là vận tốc trung bình trên quãng đường AB đó, là V1 ha. Tương tự vận tốc trung bình trên quãng đường BC là quãng đường nằm ngang, chính là V2. Và trên cả hai quãng đường thì cô đặt cho nó là VTB, được chưa? Cứ theo công thức mà mình làm thôi. Trên quãng đường dốc là V1, vận tốc trung bình là V1 thì bằng S1 chia T1. Nhìn sang tóm tắt thấy có rồi, thế vô, tính là được không? Được ha, ai cũng làm được ha. Tương tự vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang chính là V2. Theo công thức số liệu có luôn rồi, ráp vô bấm máy tính ra thôi. Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường thì mình sẽ tính theo cái công thức hồi nãy mà cô nói, chính là tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Có hết luôn rồi, chúng ta chỉ có việc ráp cái số vô rồi bấm máy tính thôi. Không có gì khó khăn đúng không? Rồi về nhà nhớ trình bày và bỏ cho cẩn thận cho cô nha. Rồi câu C6 nè. Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h. Tính quãng đường đoàn tàu đi được. Cô luôn luôn nhắc các em nè, khi mình làm một bài vật lý á, thì mình sẽ tóm tắt trước đã, sau đó mình mới giải. Nhớ nha. Thì 5 giờ chính là thời gian, vận tốc trung bình chính là VTB, được chưa? Đó, cô tóm tắt ra hết rồi. Người ta kêu tính quãng đường đoàn tàu đi được là tính S. Thì theo công thức thôi, VTB sẽ bằng S chia T. Mình nhìn qua tóm tắt mình thấy có hết rồi, đúng chưa? Vậy mình suy ra quãng đường từ cái công thức này mình sẽ được là bằng vận tốc trung bình nhân với thời gian. Có hết chưa? Có hết rồi ha, ráp số vô là sẽ ra, được không? Chủ yếu là mình tóm tắt được, có số liệu là mình sẽ tính rất là nhanh. Rồi câu cuối cùng là câu C7 nè. Xác định vận tốc trung bình của em khi chạy cự ly là 60m trong một tiết thể dục, ra mét trên giây và km/h. Và nhìn nha, quãng đường là nó là giống như một cái số là có sẵn luôn rồi, là 60m. Nhưng mà cái thời gian ở đây chưa có. Vậy cái thời gian mình lấy ở đâu để mình tính được vận tốc trung bình? Thì mình phải chạy thôi, đúng chưa? Ngày mai trăng thanh gió mát hoặc là buổi sáng sớm tinh mơ gì đó, mình chạy thử trong vòng 60m hết bao nhiêu giây. Như các bạn lúc trước mà mình học trong cái tiết trước á, là có bạn thì chạy hết 10 giây trong 60m, có bạn thì hết 9 mấy giây á, mình nhớ không? Trong tiết học thể dục á, mình nhớ không? Đó, thì mình sẽ tính được cái thời gian mà mình chạy 60m là hết bao nhiêu giây. Sau đó mình ráp vô công thức. Quãng đường thì có là 60m à. Ví dụ như là cô đi, cô chạy hết 10 giây đi, thì cô sẽ lấy 60 chia cho 10 là cô sẽ ra 6m/giây, đúng không? Ví dụ như Thúy đi, Thúy nó chạy thu cô, nó chạy hết 11 giây à, thì có phải T của Thúy lúc này là 11 không? Ví dụ như là Tuyết đi, Tuyết chạy hết 12 giây, Tuyết chạy chậm hơn hết 12 giây, thì T của Thúy lúc này sẽ là 12 giây. Tại vì thời gian của mỗi bạn là khác nhau nên các em phải chạy thử thì các em sẽ biết là bao nhiêu giây ha. Rồi, thế là xong. Đây là phần nội dung ghi bài, cô sẽ chụp và gửi vào phần tệp chung của lớp, tiếp cô sẽ hướng dẫn. Rồi, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Về nhà các em sẽ học thuộc cái phần kiến thức đã được ghi chép nha. Làm những bài tập trong sách bài tập vật lý lớp 8 và xem trước cho cô cái nội dung bài 4 là biểu diễn lực để tiết học sau mình phát biểu sôi nổi giùm cô ha. Rồi, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Dạ, cảm ơn sự hợp tác của các em nha. Dạ, chào cô. Chào cô.